Xin kính chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Thiện ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một lô mai chiếu thủy da đen ha. À, hoành to nè, đế đẹp, nhiều dáng thế luôn, sơ lược cho quý vị xem ha. Đi. Dạ, cây ha. Rồi, chào anh Tâm, chào cô chú anh chị mình đang theo dõi trên kênh ạ. Thì hôm nay em có lên giao lưu cùng với cô chú anh chị mình một lô phôi mai chiếu thủy da đen. Thì cái loại này lá nhỏ nha anh chị. Đó thì lá nó nhỏ nhỏ nè, chứ nó không phải là loại lá lớn nha. Nó có hai ba loại trung nu với lá lớn với lá kim. Thì cái loại này là lá kim. Đó thì giá cũng rất là rẻ, cũng rất mong anh chị mình vào xem like ủng hộ ạ. Đó mình chào mã số đầu clip luôn anh Tâm ơi. Đầu tiên ha, số 1. Thì cái lô này cũng còn khá là nhiều, anh chị mình có nhu cầu lấy số lượng khoảng tầm 30-40 cây thì alo nha ha. Đó, cái ngọn cao nhất nó là 39. Cái hoành thân 27, gốc 27. Đó, cây dáng thế nè. Cây mã số 1. 27 hoành. Giá 450. Rồi, 450. 450 làm bao ship hết rồi nha. Xuống cây. Rồi, cái này gốc khá to nè. Vip ha. Này mình chơi cái tàn dù tàn đa. Cao là 31. Đó. 34 hoành. Hoành to ha, đế lực. Rất đẹp. Cây mã số 2. 34 hoành thân. Đó, cây mã số 2 bự nha anh chị, gốc bự đế đều. Ai chơi hàng bonsai thì lấy cái gì chơi ha. Phôi mai chiếu thủy da đen nha. Cây mã số 2 giá 500. Rồi, 500. 500 bao phí ship. Da đen lá nhỏ ha. Dạ. Rồi, cây mã số 3. Cây này nhỏ thôi, cây này giá khoảng 120.000 à. Rồi, rất mềm nè. Cao 28. Hoành thân 18, cây này giá 120. Cây mã số 3. 120.000 bao ship cho mình. Mấy cái loại này dễ sống lắm. Mạnh cây ha. Nó không có giống như mai vàng đâu. Nó dễ sống lắm. Về cắt rễ hết thì để nó cũng sống. Cây mã số 3 giá 120. Lên mã số tiếp theo. Mã số 3, 4. Cái này tựa đế thú. Cao 43. Hoành thân 24 á. À, mày chưa thấy mà giống như này mà được mai vàng thì thôi hết nói. Đế quái ha, tựa thú nè. Đế thú. Cây mã số 4 giá 400. 400 thôi. Em xin nhắc lại lô này là lô mai chiếu thủy da đen nha cô chú anh chị. Nhìn rất già cây nè. Rồi, xuống cây, lịch cây tiếp theo. Rồi, cây mã số 4 lên tiếp cây mã số 5. Góc này có trên nó có hai thân. Cây này cây mã số 5. Cao 57. Hoành thân 26. Cây mã số 5 ạ. Đây cộng to lực ha. 26 hoành cây mai chiếu thủy. Cây này nó có u giống như nu gò công. Nhưng em xin nhắc lại cái này nó cây nó già nó nu lên nha. Này không phải nu gò công. Này da đen ha. Chứ thủy da đen, lá nhỏ. Cái loại lá nhỏ thì chơi kiển bonsai đẹp hơn. Cây mã số 5 này giá 350. Chỉ có 350 thôi quý vị. Mã số 6 ạ. Kìa đẹp nè. Chơi dáng hồi. Cao 3 tấc 30. Hoành thân nó là 22. Cái mã số 6. Mã số 6 giá 350. 350.
Rồi, xuống cây. Mã số 7. Cây này chưa dán bye bye được. Cao 35. Hoành thân 22. Mã số 7. Mã số 7 giá 300 ngàn. Rồi, chỉ có 300 thôi. 300. Dạ. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 8. Cái này cũng hơi tự tự nè, thú nè. Thú. Cao là 25. Vành thân 21. Ngày chuyện trước, mai chú thủy. Quái ha. Quái. Cái mã số 8. 21 bình thân, cây này giá 300 ngàn, bao ship. 300 thôi, bao ship toàn quốc. Mới bướng gì để có ngày 2-3 ngày mà mạnh nó đâm tượng. Tượng mạnh à. Nó loại này nó dễ sống lắm. À, dễ chăm sóc ha. Về dục mà nắng, mà mưa cũng sống. Rồi. Rồi, cái mã số 8 giá 300. Dạ. Mã số 9, cây lùng lực. Đó, một cây phôi lùng lực. Cao 16. Hai mươi hai quanh. Một phôi lùng lùng. Mã số 9. Giá 220 ngàn. 220. Mã số 9 giá 220. Rồi, xuống cây. Thì đây cũng là mặt hàng mới em giới thiệu trên kênh. Anh chị mình có nhu cầu chơi từng cây lẻ lẻ thì liên hệ với em để cái giá sỉ ưu đãi ha. Sỉ ưu đãi rồi giá lẻ thì nói chung là cũng vừa tầm cho anh chị mình chơi vui vẻ anh chị em ơi. Nhưng là cái mặt hàng này chú Thủy này cũng hàng mới vô trong kênh nha. Rất mong anh chị mình xem được mua ủng hộ ạ. Rồi cái mã số 9 này giá 220 ngàn. Rồi 220. Mã số 10. Cao 25. Này đo cái bản thân. Đó mình vị trí đi. Này đi. 26. Rồi. Cái này ba cái hàng này thì nó lỗ thì càng đẹp nha. Lỗ nó đẹp hơn. Chứ nó không giống như mai vàng. Cái mã số 10 giá 300. 300. Rồi, xuống cây. 11. Cây số 11 này giá 120. Rất mềm nè, 120 thôi. Cao 28. Vành 16. Mã số 11 giá 120 ngàn. 120. Số 12, gốc này bự luôn. Hoành khá to nè. Này chơi cụm gần được ha. Gốc này giống như cái cây số 2, hai cây đó làm cặp được á. Cao 27. Hoành 34. Cây mã số 12 với cây số 2, hai cây này làm cặp. Đây. To hai cây được đồng giá là 500. 500 thôi. Rồi, cây này 500, cây số 2 cũng 500 luôn. Đó, anh chị mình lấy được cặp thì em bớt chút đỉnh cho anh chị mình nha. Hoành 34. Rồi, cái mã số 12 giá 500. Rồi, 500 thôi quý vị. Rồi, lên cây tiếp theo luôn. Rồi, cái mã số 13. Cao 26. Để gì thước con chó nó cắn gì. 23. Hoành thân 23. Cái mã số 13 giá 150. 150. 150 ngàn. Cái mã số 13. Rồi, xuống cây luôn. Mười bốn. Cái này giá 120. Quanh ở cao 20. Cái này đo tổng đây ha. Tổng chứ còn nó cụm cụm này khó đâu quá.
28. Rồi. Chị cầm gừng được nè. Cây này giá 120.000đ. 120 hả quý vị? Mã số 14. Rồi, lên cây tiếp theo. Rồi, lên mã số 15. Mã số 15 là mã số cuối clip. Cây 15 này là cây mai vàng anh chị. Cây mai vàng này em tính để chơi mà thôi đưa lên giao lưu luôn. Luôn. Cây mã số 15. Hai bộ đế. Cao 29. Hoành 15. Cây mã số 15 luôn. Thì em xin nhắc lại cây mã số 15 là mã số cuối clip, cũng là cây mai vàng. Còn 14 cây đầu là mai chiếu thủy, da đen, lá nhỏ. Một cây mai vàng cuối clip ha. À, rồi. Rồi mã số 15 này giá 700 em bao ship toàn quốc. 700 bao ship toàn quốc. Rồi, có nhắn gửi anh. Cuối clip thì em cũng gửi lời cảm ơn cô chú anh chị em đã theo dõi clip trong ngày hôm nay. Và cũng rất mong cô chú anh chị mình xem. Ai có nhu cầu chơi cái mai chú thủy này thì mua ủng hộ giùm em. Rồi em xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Thiện. Xin chào và hẹn gặp lại.